Hồi xưa cái lùng nghề nông, bữa xa chọn nghề mì đi cô đi bóp. Hơi giờ là giải áo, chuẩn bị lên xe là bơi lưỡi con đi. Mấy mươi năm nay, nơi này đã trở thành điểm tập kết của cả trăm phụ nữ bán mì Quảng của làng nghề Phú Chim, Quảng Nam. Họ đang chờ chuyến xe đưa đến Đà Nẵng cách đây gần 30 cây số. Đây là lò nướng bánh tráng duy nhất được mở cửa lúc này, chuyên phục vụ cho nghiệp đoàn mì Quảng chờ bên kia đường. Những chiếc giỏ giống nhau, ấy thế mà chưa ai lấy nhầm của ai bao giờ, vì mỗi người đều có cách đánh dấu của riêng mình. Trừ người tài xế thì đây là chuyến xe chỉ có phụ nữ, những người gánh quê lên phố. Họ đến Đà Nẵng khi trời còn chưa rõ. Thời gian chờ đợi xe ôm trung chuyển là lúc các chị tạm ngã lưng và chia sẻ chuyện đời. Đứa nhỏ nè, đứa Út nó hạt năm, là hạt năm hơi, ở Sài Gòn. Hơi ba tháng gỡ 10 triệu nữa đó. Hầu đó gỡ 3 triệu. Mày đi là thu nhập về cho công an đi hạt luôn đó. Bốn tô mì, hơn tô mì ngàn rưỡi lấy hơn ngàn, lấy tốn ngàn, lấy mười ngàn, lấy mười hơn ngàn. Mì Quảng là một cái văn hóa của Quảng Nam. Hăng cái thấy biết mì Quảng liền, ngồi đứng này nhìn xa thấy biết ai mì Quảng liền. Cái không cần phải ngó thấy biết mới thành ai mì Quảng. Cũng dễ đoán thôi vì từ trong nhà đến ngoài phố, ở đâu cũng có món ăn này. Hàng trăm gánh mì như của cô Bích xuất hiện mọi nẻo đường. Ở Đà Nẵng, nhà còn phải tìm chứ nơi ăn mì thì luôn sẵn có. Trăm gánh mì Phú Chim như của cô Bích, tùy ngày mà về sớm hay muộn nhưng chưa ngày nào phải gánh đồ dư về. Mì Quảng là món ăn thế đấy, nó hiện hữu như một thói quen truyền thống có từ thuở nào, có lẽ vì thế mà người ta không thấy ngán. Cái dân Quảng Nam nói chung mà thật ra là dân nông dân là chứ. Thiệt là hồi trước không có cao lương mỹ vị chứ nhiều đâu, chỉ có cơm và một cái món khác cơm là mì. Hầu nó không có phở, cũng chưa chắc có bún nữa. Thì có cái mì là cái món mà biến gạo thành thức ăn. Cho đó đám dỗ ngày nào không có nhà nào không có món mì. Món mì Quảng. Bởi vì tại làng mới nói ông bà mình hầu trước ăn mì Quảng. Thì chừng mình cúng ông bà thì cũng phải có cái tô mì Quảng. Đơn giản thế thôi. Ngày xưa ông bà ăn gì thì bây giờ người ta cũng ăn thế đấy. Mì Quảng đi vào tiềm thức như một thói quen đối với người bản địa. Và đến nay trở thành một nét văn hóa của xứ sở. Từ gánh mì Phú Chim ở làng quê nghèo, người ta đưa mì Quảng vào nhà hàng để thực khách khắp nơi có thể thưởng thức.
Với cách nấu đó, vẫn nguyên liệu đó nhưng gia giảm về gia vị để phù hợp với nhiều người hơn. Vị của người Quảng Nam chúng tôi nó hơi đậm một tí, còn về tại nhà hàng của chúng tôi đang dùng á thì cái vị nó sẽ gia giảm, nó vừa ăn mới so với những khách thập phương. Dù trở nên sang cả về hình thức, phong phú về thể loại, nhưng đối với người Quảng, đó không phải là món mì của họ. Họ đã quá quen với những bánh mì ven đường của phụ nữ Phú Chim, những tô mì đầy ụ với rau bánh nhiều hơn nhân, và quen với mùi vị gì đó mà theo họ rất Quảng. Tại vì trong đây có nhiều cái chất lượng như là tôm, thịt, nhưng mà rất là mang cái hương vị của xứ Quảng rất là đặc trưng, rất là ngon. Thầy chị thấy ở đây bán sạch sẽ, ăn uống vừa miệng ngon, thì chị thích thôi, chứ đứa nào chứ không có chị. Theo gánh mì của cô Bích suốt ngày dài ở Đà Nẵng, nhưng vị Quảng vẫn còn là khái niệm mơ hồ đối với những người khách phương xa. Không người bản địa nào giải thích được cái lạ, cái khác của nó. Chỉ riêng lời giải thích của nhà văn Hồ Duy Lệ có phần gợi mở một đáp án. Không thể thay đổi cái bản chất mì Quảng. Cái mì Quảng là phải gạo ngon, mùa và phải có rau sống, sống ngon. Gạo ngon và rau sống ngon, hai từ khóa dẫn đến một chuyến đi thú vị trên con đường mì Quảng. Điện Bàn cách Đà Nẵng khoảng 25 cây số, nơi có dòng sông Thu Bồn chảy qua, cung cấp phù sa màu mỡ cho ruộng lúa. Nơi đây sản xuất ra một loại gạo chỉ dành riêng làm sợi mì Quảng. Có vụ xiệt đó là có trống mì với trống bánh tróng đồ nữa thật, chứ cầu bỏ gỗ nó vô là mình vớt đi không được nè, lẫn vớt đi cho nó rác hay. Cái hồi gỗ ngâu họ bỏ cho mình gỗ ngâu thì trống mì ngâu. Còn họ bỏ mà họ pho gỗ vô tầm bại vô là mỹ dở, chứ còn cô không bỏ chứ. Theo nghề tráng mì từ khi mới về nhà chồng, chớp mắt đã hơn 20 năm, cô Hoa vẫn duy trì công thức gia truyền mà chỉ sự chăm chỉ và cần cù mới có thể bám nghề. Chị túi này ra chạp nó lập ngâm gỗ, có là chạp nữa thì có 6 giờ chút. Có hầu xiên thì má sáng mình xấy, có hầu ái thì ngâm là phim vô đầu của cô má. Cô má đổ lửa xô rây, cái đầu có cô đổ đại nước lạnh vô, có phì láng hết cái nước tràn ra đây, cái quả nước lạnh có. Sợi mì Quảng lớn nhưng mềm, không dai như sợi mì người Hoa. Ăn thì hơi giống sợi phở nhưng cứng và dày hơn. Đặc biệt thơm mùi gạo và không lẫn mùi chua thường có, vì thế làm dậy được hương thơm của rau trà quế khi ăn kèm. Rau ở làng trà quế cũng bao gồm các loại rau thông thường khác như là xà lách, rau quế, húng lủi, húng cây, hành, hẹ. Nhưng điểm đặc biệt là hương thơm rau nơi đây nồng đậm, vị ngọt và cay hơn. Cũng cái nắng, cái gió miền Trung và cũng dòng nước Thu Bồn, nhưng không nơi nào ở Quảng Nam trồng được rau có hương vị như thế. Và người nơi đây tin rằng không thể tìm được làng rau trà quế thứ hai trên thế gian này. Chính điều đặc biệt từ rau trà quế, từ gạo xiệt mà mì Quảng có được hương vị riêng. Vì thế, những con người khi xa xứ đều muốn giữ lại toàn bộ chất Quảng trong món mì bằng cách đem tất cả nguyên liệu từ quê hương vào. Heo á, là phải nuôi đúng ở ngoài đó thì nó thịt nó mới thơm, hay là tôm á, là tôm đất thì đúng ngoài đó nó mới hàng nó mới chất lượng được, nó mới tạo ra được cái hương vị đúng của xứ Quảng. Mì từ Điện Bàn, rau từ Trà Quế, con tôm, miếng thịt cũng từ Quảng Nam mà được đưa vào Sài Gòn, nhưng người ta vẫn chưa cảm thấy vị Quảng. Họ vẫn thấy thiếu cái vị của quê hương, của những gánh mì Phú Chim. Phải chăng đây chỉ là cảm giác do nỗi nhớ quê hương mà có? Người Quảng, người ta đi ăn ở đâu á, người ta cũng cãi đó không phải là mì Quảng, trừ ở nhà người ta mới đúng là mì Quảng. Thì ví dụ như ở vùng biển, người ta sẽ làm mì Quảng cách khác, ở đồng bằng khác, vùng núi lại cách khác nữa. Nhà văn Hồ Duy Lệ không nghĩ như vậy.
Ông có một cách giải thích khá thú vị khi cho rằng người xa xứ đã quên mất một yếu tố tạo nên vị quán khác. Đó là cách ăn. Tức là anh ăn mà nếu như anh gắp từng đĩa lát thì không thể ăn mì. Mà ăn mì tức là phải lua, trộn lên rồi và lua, và cắn một trái ớt và cúp. Anh lua, không lua thì cũng không ngon. Anh gắp để không ra ăn mì, mà anh lua rầu rồi anh cắn một trái ớt vô. Bạn mình ra anh cắn cái đất thì hát rất ngon, ngon cả âm thanh nữa. Không gian chỉnh chu của nhà hàng, quán ăn có lẽ làm người ta ngại ngùng với cách ăn lu mì, và vì thế mà âm thanh trong mì quảng cũng mất đi. Vị quảng chính là sự kết hợp của nguyên liệu và âm thanh ấy. Nhưng điều đó dường như chưa đủ. Trên hành trình gánh quê lên phố của người phụ nữ Phú Chiêm, người ta còn tìm thấy một loại gia vị vô hình nhưng kỳ diệu. Nó làm nên chút quảng mà chỉ những con người của vùng đất này mới có thể cảm nhận được. Phụ nữ bươn chải bên ngoài, đàn ông làm nông quán xuyến bên trong. Sự hoán đổi vai trò của người dân làng Phú Chiêm như gia đình cô Bích là sự hiếm có trong tư tưởng văn hóa Á Đông. Vừa thương vợ và đồng thời vừa thương là luôn là nghề của Phú Chiêm. Đa số bà con ở đây và anh em ở đây đều về phục vụ cho vợ để ngồi có cuộc sống ra rồi, nhưng mà phải giữ lại cho cái làng nghề. Nếu không thì tôi không thể xin thôi việc để tôi về để tôi chấp nhận với ban lòng với cái cuộc sống mà vất vả như thế này. Vốn bắt đầu cách đây mấy mươi năm, từ nỗi lo cơm áo của một vài hộ gia đình khi người đàn ông đi làm ăn xa, người phụ nữ không mấy đủ ăn khi dựa vào nghề nông. Họ rời quê, lên phố, buôn gánh bán bưng, vậy mà nuôi cả gia đình. Những hộ còn lại trong làng cũng tiếp bước, trở thành phong trào rồi được chính quyền công nhận là làng nghề, nơi lưu giữ văn hóa ẩm thực truyền thống của xứ Quảng. Những người đàn ông được khuyến khích quay về để san sẻ nỗi nhọc nhằn của người phụ nữ. Câu chuyện vị quảng trong mì quảng là thế đó, hữu hình và vô hình, vật chất và tinh thần. Chợ Điện Bàn, nơi cung cấp rau cùng một số gia vị cho gánh mì của phụ nữ Phú Chiêm. Thay vì mua từ chiều hôm trước, họ chọn mua lúc sáng sớm khi trên đường đến Đà Nẵng để giữ lại độ tươi ngon. Thời gian dừng xe chỉ khoảng 20 phút cho việc mua bán. Cho những câu hỏi thăm vội vã. Cho một bữa sáng nhanh gọn. Trình như thế, liên tục suốt mấy mươi năm, phụ nữ Phú Chiêm cùng những gánh quê của họ cứ âm thầm lên phố trong những buổi sáng gió sương.